Hòa Ái và Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ Năm ngày 27 tháng 2 năm 2014. Chúng tôi mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý. Trung Quốc tuyên bố tình hình Biển Đông ổn định. Ukraine cảnh báo Nga đừng can thiệp quân sự. Kính thưa quý khán thính giả, Trung Quốc nói rằng tất cả mọi quyết định liên quan đến việc dựng vùng nhận dạng phòng không tùy thuộc vào an ninh không phận của họ. Giải thích này vừa được phát ngôn viên Dương Vũ Quân của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra với báo chí trong cuộc tiếp xúc hàng tháng ở Bắc Kinh, sau những lời đồn đãi cho rằng Trung Quốc có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, như họ đã từng làm hồi năm ngoái ở Biển Hoa Đông. Ông Dương Vũ Quân nói rõ rằng Bắc Kinh có toàn quyền làm những điều mà một quốc gia có chủ quyền được phép làm, nhưng ông cũng cho rằng Trung Quốc tin tưởng tình hình tại Biển Đông cũng như quan hệ giữa Bắc Kinh với các nước trong khu vực Đông Nam Á đang ở trong tình trạng mà ông gọi là ổn định. Ông cũng lên tiếng chỉ trích thành phần bảo thủ cực đoan Nhật Bản đã tung tin về chuyện Bắc Kinh có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, gọi đó là những tin được đưa ra với ngụ ý xấu. Sáng nay, trong cuộc họp báo cuối cùng ở Bắc Kinh trước khi rời nhiệm sở, Đại sứ Hoa Kỳ Gary Locke nói rằng cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản phải thật thận trọng, đừng để cho tình hình Đông Á trở thành căng thẳng hơn. Đại sứ Locke nói rằng điều quan trọng nhất là cả Bắc Kinh lẫn Tokyo phải tìm cách giảm bớt mức độ căng thẳng hiện giờ, chú trọng đến việc tìm giải pháp qua đường lối ngoại giao. Đại sứ Gary Locke cũng kêu gọi chính phủ Trung Quốc cải thiện nhân quyền. Quay sang tin Thái Lan, thưa quý vị, tại Bangkok, Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng của Thái Lan đã bắt đầu phiên nhóm để cứu xét những cáo buộc cho rằng chương trình trợ giá gạo của bà Thủ tướng Dinlak Sinawat gây tốn kém cho công quỹ, tạo cơ hội tham nhũng và chính bà lợi dụng chương trình này để tìm hậu thuẫn chính trị từ giới nông gia. Bà Dinlak không có mặt tại phiên nhóm này, nhưng cử đại diện là đoàn luật sư biện hộ cho bà. Trước đó, bà đã lên tiếng nói rằng không có lỗi, đồng thời chỉ trích ủy ban bị áp lực của phe đối lập buộc phải làm chuyện không công bằng. Theo quy định, bà Thủ tướng Thái có 15 ngày để đưa ra những bằng chứng bác bỏ các cáo buộc. Trong trường hợp Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng Thái Lan xác nhận bà có lỗi, Thượng viện Thái sẽ bỏ phiếu quyết định có truất quyền của bà hay không. Nếu có, bà sẽ bị cấm tham gia chính trị trong 5 năm và bị truy tố ra tòa về tội bao che cho tham nhũng và tội sử dụng công quỹ để trục lợi cho cá nhân. Chính quyền Ukraine lên tiếng cảnh báo Nga không nên can thiệp quân sự vào bán đảo Crimea, nơi đang có những diễn biến đầy phức tạp do những người ủng hộ Nga gây nên và cũng là nơi hạm đội Hắc Hải của Nga đặt căn cứ. Cảnh báo này được Tổng thống lâm thời Tokhonov của Ukraine đưa ra với nội dung nói rằng tất cả những hành động nào ở bên ngoài căn cứ đều được xem là một hành động khiêu chiến. Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu đại diện của Nga tại Kiev đến để trao công hàm ngoại giao, trong đó nói rõ là tất cả các binh sĩ Nga đang đóng ở cảng Sevastopol tại Crimea không được có bất cứ động thái nào bên ngoài căn cứ mà Ukraine đã đồng ý cho họ thuê đến năm 2042. Năm 2008, Nga lấy lý do bảo vệ kiều dân Nga ở các vùng thuộc Georgia đòi độc lập, đem hải lục không quân tới tấn công Georgia, chiếm cứ Nam Ossetia và Abkhazia. Hai vùng này sau đó tuyên bố tách khỏi Georgia thành hai nước Cộng hòa mới, được Nga công nhận và bảo vệ. Georgia vẫn coi đó là lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Cảnh báo này liên quan đến chuyện khuya hôm qua có khoảng 50 người mang võ trang chiếm trụ sở Quốc hội và tòa nhà chính phủ của nước Cộng hòa tự trị Crimea. Toán người này đã treo cờ Nga ở các tòa nhà họ chiếm được, căng một tấm bảng to viết câu Crimea là vùng đất thuộc Nga. Nước Cộng hòa tự trị Crimea thuộc về Ukraine, nhưng phần lớn cư dân nói tiếng Nga, chủ trương thân Nga và chống lại việc chính phủ mới ở Kiev chọn con đường thân EU và Hoa Kỳ. Quyền Bộ trưởng An ninh Ukraine Arsen Avakov cho biết đã đặt lực lượng bảo vệ an ninh trong tình trạng báo động và tất cả những biện pháp đối phó với thành phần cực đoan muốn tách rời Crimea ra khỏi Ukraine cũng đã được ban hành. Một đại diện của chính phủ tự trị Crimea cho báo chí biết là đã nói chuyện với lực lượng võ trang đang chiếm giữ Quốc hội và tòa nhà chính phủ, nhưng không cho biết nội dung. Trong khi đó, Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych mới lên tiếng qua các hãng thông tấn Nga, nói rằng ông vẫn là người lãnh đạo của Ukraine, đồng thời cho hay ông đã yêu cầu Nga bảo vệ an ninh cho ông. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả những chương trình này đều được chúng tôi đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa.net. Nếu bị từ lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achautuzo.info. Quý khán thính giả cũng có thể xem chương trình của đài bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Hòa Ái và Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.